Tập 22. Cũng muộn rồi. Cô Tần, tôi đi trước đây. Mã thiếu gia, tạm biệt. Đi rồi càng tốt. Ở lại Đông Hà, sớm muộn cũng phải so cao thấp với cậu ta. Cái gì? Tần Diệp là con gái của Mã Chính Long. Đúng vậy. Chuyện ông ta có con gái, tôi có biết. Hơn 10 năm trước ông ta vẫn luôn phái người tìm kiếm ở Bắc Bình. Có điều, vẫn mãi không tìm được. Không ngờ vậy mà lại là Tần Diệp. Anh cảm thấy chuyện này là thật không? Hay là do tổ chức sắp xếp? Chắc hẳn là thật. Nhiệm vụ của đồng chí Tần Diệp, nếu như cô ấy ở Mã Gia, có phải sẽ càng có lợi cho chúng ta hơn không? Chuyện này tôi phải trao đổi lại với cấp trên đã, rồi mới đưa ra quyết định được. Tần Diệp hiện đang ở trong cảnh khó, nhưng mà cô ấy là con gái của Mã Chính Long. Để cô ấy ở Đông Hà, tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Chuyện này có lợi cho chúng ta. Cô ấy nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận với Mã Cao Hùng. Vậy nên sắp tới tốt nhất là anh đừng liên lạc với cô ấy. Có chuyện gì tôi sẽ nói cho cô ấy. Tôi hiểu rồi. Sao vậy? Không sao, chỉ là có hơi mệt thôi. Đồ ăn nguội rồi, để em đi hâm nóng lại. Ăn xong rồi thì đi ngủ một giấc. Sao vậy? Không sao, chắc là do ban nãy cho cá ăn. Em không ngửi được mùi tanh. Thế này đi, em nghỉ ngơi đi, anh làm cho. Em, có thể là em có thai rồi. Cái gì? Em có rồi. Thật sao? Tốt quá rồi. Anh có con rồi, cuối cùng anh cũng có con rồi. Tốt quá. Anh sao vậy? Anh có lỗi với em. Hôm nay mẹ anh ép anh lấy Lê Vân. Anh không dám bất hiếu với mẹ. Lê Giang, vốn dĩ hy vọng đại thiếu gia lấy cô Lê Vân. Đại thiếu gia, vì Lê Giang thì không đáng đâu. Anh không cho phép em nói như vậy. Là tại anh quá vô dụng, không thể chăm sóc tốt cho em. Bây giờ nghĩ lại, so với Thịnh Vương, anh đúng là một tên vô dụng. Anh tuyệt đối không được nói vậy. Ở trong lòng Lê Giang, đại thiếu gia là người tốt nhất trên đời này. Lê Giang có thể gặp được thiếu gia là phúc phận mà cả đời Lê Giang tích góp được. Anh thề, anh nhất định sẽ tốt với em cả cuộc đời này. Tuyệt đối không phụ bạc em.
Không được cười tôi. Anh có cười đâu. Nhưng ban nãy anh có cười. Vậy anh không cười, chẳng lẽ lại khóc sao? Vậy anh không được nhìn em cười. Được. Hai vị, bò bít tết của hai vị đây à, mời dùng. Chờ đã, anh lấy cho tôi đôi đũa. Đôi đũa. Không sao. Anh lại cười em. Lý Chính Khải, anh đừng tưởng em không biết anh cười chuyện gì. Vậy anh cười em chuyện gì? Anh cười em không biết gì đúng không? Anh họ em đã nói với em rồi. Anh họ em có chỗ nào mà chưa đi đâu? Cũng không sai. Thượng Hải nhiều người nước ngoài. Món Tây cũng chính thống hơn ở tỉnh thành. Đồng Thịnh Vương cũng là một người có thể tiếp nhận những thứ mới mẻ. Chuyện đó là đương nhiên. Anh họ em nói, khi anh ấy đi ăn ở nhà hàng Tây, anh ấy sẽ nói tiếng nước ngoài. Tiếng nước ngoài ấy, anh biết nói không? Biết một ít. Ăn đi. Nào, để anh. Đây, ăn phần của anh đi. Lần đầu tiên anh ăn món Tây cũng chẳng biết gì cả. Anh cứ không hiểu. Em nói xem người Tây ăn cơm thôi sao mà phức tạp thế. Anh ấy hả, thật ra cũng thích dùng đũa. Thật sao? Vậy, lần đầu tiên anh ăn đồ Tây là lúc nào thế? 7 năm trước. Ở nước Mỹ. Nước Mỹ. Anh còn từng đi du học sao? 3 năm. Anh còn gì mà em không biết nữa không? Mau nói cho em đi. Thế thì nhiều lắm. Anh phải bắt đầu từ đâu đây ta? Thôi bỏ qua đi, ăn trước đã. Để bữa khác anh sẽ nói cho em. Nào. Ngon thật. Cảm giác tự do thật sự quá tuyệt vời luôn. Đúng rồi. Ngay gần đây có một công viên. Lát nữa ăn tối xong, anh dẫn em đi dạo. Tỉnh thành tuyệt thật. Bắc Bình, Thượng Hải có phải còn tuyệt hơn không? Phải xem em thấy sao. Thượng Hải phồn hoa nhộn nhịp, mệnh danh là Paris phương Đông, hẳn là không tệ. Được rồi, vậy mai mốt em phải đến Bắc Bình, đến Thượng Hải, đến nơi anh từng học. Tên là gì ấy nhỉ? Boston. Đúng rồi, cho dù là chỗ nào thì em cũng muốn đi xem thử. Đến bây giờ em mới hiểu, nếu như đã được sinh ra trên đời này thì nhất định phải nhìn ngắm nó thật kỹ. Nếu không thì chẳng biết bản thân đang làm gì nữa. Thật vậy, chúng ta sống trên đời này mà vẫn chưa đi nhìn ngắm kỹ nó. Anh muốn đi đâu? Hiện tại anh vẫn chưa nghĩ tới. Chỉ nghĩ đến một khi khai chiến, chúng ta sẽ phải đánh bao lâu, tổn thất bao nhiêu. Anh thật là nhạt nhẽo. Ngọc Bình, tại sao võ gia của em và đồng gia lại xích mích với nhau vậy? Làm sao em biết được? Nhưng mà, từ khi em bắt đầu nhớ được thì cha và cô em đã không còn qua lại nữa rồi. Nhưng mà anh họ với em chẳng quan tâm chuyện đó. Sao thế? Không có gì. Hình như em đã gặp ở đâu đó rồi. Chắc là nhìn nhầm. Ở tỉnh thành trừ anh ra, em còn gặp người khác nữa hả? Cẩn thận. Ngọc Bình. Ngọc Bình ơi. Ngọc Bình. Ở tỉnh thành lại xảy ra chuyện này. Tôi đã bảo các anh phải theo sát cậu ta cơ mà. Nhưng xưởng trưởng Lý nói là hẹn hò riêng tư.
không cho quá nhiều người đi theo. Hơn nữa, ăn xong còn đi tản bộ, nên đã cho kẻ thù có cơ hội. Cũng may là có đội tuần tra đi ngang qua, nếu không thì khả năng là gây go rồi. Tên Lý Chính Khải này coi bộ cũng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tham mưu Lê, bây giờ anh lập tức đến bệnh viện bố trí binh lực, không được phép xảy ra sai sót nào nữa. Nếu như Lý Chính Khải có bất trắc gì, tôi và anh đều không ăn nói được với bên trên đâu. Rõ. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Mất máu quá nhiều. Cũng may chỗ bắn trúng không phải chỗ hiểm, chứ nếu mà lệch đi một chút nữa thì sẽ rất nguy hiểm. Vậy có cần truyền máu không? Đã truyền rồi, cậu cũng đừng lo quá, kiên nhẫn chút. Cảm ơn bác sĩ. Các cậu làm gì vậy? Bao vây cả tầng này lại cho tôi, một con ruồi cũng không được phép tới gần. Đã rõ hết chưa? Dạ. Đi. Rõ. Có chuyện gì vậy? Sao lại huy động nhiều người thế? Đây là ý của Thăm Nghị Ngô, vì để đảm bảo an toàn cho xưởng trưởng Lý. Tôi không sao. Chính Khải, chuyện này cậu có nói với tôi cũng vậy thôi. Cái con nhỏ này tìm khắp nơi không thấy đâu, không ngờ nó lại chạy lên tỉnh thành, còn bị bắn, bây giờ đang ở trong bệnh viện. Anh không thấy lạ à? Ngọc Bình, sao lại ở cùng với Lý Chính Khải? Làm sao mà tôi biết được? Không thích Mã Cao Hùng thì cứ nói thẳng ra. Sao lại phải chạy đến nơi xa xôi đấy làm cái gì? Không được, tôi phải lập tức lên tỉnh lôi nó về. Nếu không, để cho thị trưởng Mã biết được chuyện này, tôi làm người thế nào được nữa? Tôi khuyên anh đừng làm gì cả. Ý anh là gì? Tần Diệp đã vào ở trong nhà Mã Chính Long, tình huống cụ thể thế nào chúng ta không ai biết. Nhưng bước đi này của đảng Cộng sản quả thật khiến chúng ta rơi vào thế bị động. Nếu như bây giờ để cho Ngọc Bình kết hợp với Mã Cao Hùng cũng chưa chắc đã giúp được chúng ta. Nếu như mà con gái ông thích Lý Chính Khải, thế thì lại là một chuyện tốt. Phu Chi, ý của anh là chúng ta kết giao với Mã Chính Long chẳng qua cũng vì muốn lấy được mỏ Bắc Sơn. Nhưng Mã Chính Long quá xảo quyệt, không chịu ra sức. Nếu như Lý Chính Khải có thể giúp được chúng ta, chúng ta còn cần Mã Chính Long làm gì? Vậy nên anh đừng vội lên tỉnh, cứ để Lý Chính Khải chăm sóc Ngọc Bình vài hôm đi. Nhưng mà tôi lo lắng cho thương tích của con gái tôi. Điều kiện y tế của Đông Hà sao so được với tỉnh thành chứ? Anh cứ yên tâm đi, cứ để Ngọc Bình yên tâm dưỡng thương ở tỉnh thành cũng được. Em tỉnh rồi. Nào, từ từ thôi. Đây là đâu vậy? Em đừng nói nhiều, bây giờ em còn yếu lắm. Yên tâm đi, đây là bệnh viện. Ngọc Bình, em còn nhớ chuyện xảy ra ngày hôm đó không? Em đã cứu anh. Làm anh sợ hết hồn. Em không sao là tốt rồi. Anh đã gọi điện thoại về Đông Hà rồi. Cha của em sẽ đến thăm em. Cha em sao? Em sẽ không trở về đâu. Được, em không muốn trở về đâu. Không về thì không về. Em cứ ở đây, anh sẽ chăm sóc em. Yên tâm dưỡng thương đi, mọi thứ cứ để anh lo.
Cô võ tỉnh rồi sao? Cô yên tâm, ở đây đã được bố trí cẩn thận rồi, rất an toàn. Cảm ơn ngài, nên làm thôi mà. Ai bảo xưởng trưởng Lý quan tâm cô như vậy làm gì? Vậy anh ra ngoài một chút nhé. Thích cô ấy thật rồi à? Ở tỉnh có nhiều cô gái tốt như vậy, sao cậu lại phải lòng cô ấy? Anh đừng nói nhảm, người ta là vì cứu tôi. Người ta là anh hùng cứu mỹ nhân, cậu thì hay rồi, mỹ nhân cứu anh hùng. Cho cậu biết, Tham Nghị Ngô rất lo lắng cho cậu, chẳng phải tôi vẫn rất ổn sao? Ở tỉnh xảy ra chuyện này, cấp trên rất tức giận. Cậu là nhân tài quan trọng nhất trong quân đội của tỉnh chúng ta, nếu có chuyện gì xảy ra với cậu thì tôi không thể gánh vác nổi đâu. Anh Lê, làm phiền anh rồi. Vậy nên là tôi đã tìm cho cậu một ngôi nhà yên tĩnh, mời cô võ qua đó dưỡng thương. Ngôi nhà đó cách xưởng công binh cũng rất gần, thuận tiện cho hai người thân mật. Cảm ơn anh Lê nhé, anh có tâm quá. Tên nhóc cậu cũng biết tìm chỗ quá nhỉ. Nước trong không có cá, người tốt quá không ai chơi. Lần này tôi ra khỏi nhà, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có tân thế giới này mới chịu chứa chấp tôi thôi. Đồng phu nhân đưa cậu đến Thượng Hải, không phải rất tốt sao? Phải, tôi vừa lên tàu thì mọi người đã đến bắt chuyện với tôi. Họ hâm mộ tôi được đi Thượng Hải. Muốn đi hả? Muốn thì cậu tự đi đi. Không phải đâu nhị thiếu gia, tôi không yên tâm về anh thôi. Cậu khăng khăng ở lại Đông Hà, có phải vì Tần Diệp hay không? Không chỉ vì Tần Diệp, mà còn có chuyện của cha tôi, mẹ tôi và cha nuôi đều kín miệng như nhau. Phật sắc à, anh là sư đệ của ông ấy, anh cho tôi biết đi, ông ấy có thật sự thích mẹ tôi không? Cậu gọi tôi đến đây là vì muốn truy hỏi chuyện này à? Hai người nói chuyện đi, tôi đi kiếm chút đồ ăn. Cậu đoán đúng rồi, năm đó mẹ cậu và cha nuôi cậu là thanh mai trúc mã, nhưng Võ gia luôn muốn liên hôn với Đồng gia, đặc biệt là cậu của cậu. Cái gì? Cậu tôi nói ông ấy ủng hộ mẹ và cha nuôi tôi mà, chỉ có ông ngoại tôi cực lực phản đối. Lúc đó cậu của cậu vừa từ nước ngoài về, việc làm ăn của Võ gia không hề tốt như vẻ bề ngoài. Cậu của cậu rất cần sự giúp đỡ của Đồng gia, cho nên hắn muốn mẹ cậu gả đến Đồng gia. Một thời gian sau khi hai gia đình kết thân, thật ra Võ Thượng và cha cậu có quan hệ rất tốt. Cha cậu cho rằng Võ Thượng là một thương nhân giỏi, một người có chủ kiến. Cho nên khi cha cậu bị bắt cóc, người mà Đồng gia thông báo đầu tiên là Võ Thượng, và nhờ cậu của cậu nghĩ cách cứu người. Lúc đó mẹ cậu ở trong nhà, không tiện ra mặt. Đỗ Tam Giang, tại sao hắn bắt cóc cha tôi? Chẳng lẽ chỉ vì tiền thôi sao? Lúc đó đại đương gia của bọn thổ phỉ tên là Trịnh Sơn Hà, bây giờ đã chầu trời. Đỗ Tam Giang chẳng qua chỉ là nhị đương gia thôi, hàng mà năm đó cha cậu đi giao, nghe nói có liên quan đến đảng cách mạng ở phía Nam, rất có giá trị, cho nên khó tránh khỏi sẽ có người nhắm vào. Sau khi xảy ra chuyện, mọi người đều trông chờ vào Võ Thượng, nhưng Võ Thượng không nghĩ ra cách gì, cứ thế kéo dài hai ngày. Sau đó mẹ cậu xuất hiện, nói là cho dù có bán mỏ Đồng Phục Hưng thì cũng phải chuộc lại cha cậu. Mẹ cậu đã liên hệ những khách hàng thân thiết để vay tiền. Sau đó mẹ cậu đã đi tìm sư huynh tôi, nói là số tiền lớn như vậy để người khác đi thì không yên tâm,
muốn nhờ anh ấy cầm tiền đi chuộc người. Sư huynh tôi đã đồng ý. Lúc đó tôi đã đi với anh ấy, giao tiền chuộc, rồi đưa cha cậu về. Trên đường đi, mọi người đều ổn. Nhưng đến tối, cha cậu đột nhiên run rẩy toàn thân, như bị trúng độc. Không bao lâu sau thì qua đời. Vậy nên cha nuôi đã nghi ngờ anh sao? Mọi người đều nghi ngờ tôi. Cho nên tôi đã bị đuổi khỏi sư môn. Tôi biết, cho dù tôi có 10 cái miệng cũng không thể nói rõ được. Tôi cũng lười giải thích, nên cũng nhận luôn. Anh nhận luôn sao? Ông anh ơi, anh không làm thì anh nhận làm gì? Cậu tin tôi sao? Tất nhiên là tôi tin anh rồi. Nếu tôi không thừa nhận, thì mối quan hệ giữa mẹ cậu và sư huynh tôi, e rằng cả đời hai bọn họ cũng không làm rõ được. Vậy anh cứ để bị oan như vậy sao? Không có gì to tát cả, tôi không quan tâm. Đúng rồi, anh đã tìm thấy cái tên đã lừa tôi chưa? Không có tin tức gì cả. Cậu tôi vòng vo nói bóng nói gió nhiều như thế, tại sao ông ấy lại nói dối tôi? Lúc đó ông ấy có mặt ở hiện trường không? Không có. Lúc đó trong đội không có người của ông ta. Tôi vẫn không hiểu. Nếu như lúc đó cậu tôi có quan hệ rất tốt với gia đình tôi, vậy tại sao sau đó không qua lại với đồng gia chúng tôi nữa? Có lẽ là vì chuyện làm ăn. Võ Thượng luôn muốn chen chân vào mỏ Phục Hưng, nhưng mẹ cậu không đồng ý. Nếu chuyện này không liên quan đến cậu tôi, thì chẳng lẽ là do cha nuôi tôi? Vớ vẩn. Sư huynh tôi tuyệt đối không làm mấy chuyện như vậy. Sao hung dữ quá vậy? Tôi nói vu vơ thôi mà. Nói vu vơ cũng không được. Được rồi, nếu cậu đã muốn điều tra, thì tôi sẽ điều tra với cậu tới cùng. Tần tiểu thư muốn ra ngoài à? Đúng vậy. Cô đi đâu? Để tôi tiễn cô. Tôi đi đâu là việc của tôi, không cần cậu tiễn. Tôi không thể để cô ra ngoài một mình, không an toàn. Đừng trách cậu ấy, là tôi bảo cậu ấy chăm sóc chị. Cậu làm em trai như thế đấy hả? Tôi không yên tâm về chị, đặc biệt là không yên tâm về việc chị đi gặp một số người mà tôi muốn bắt. Nghe ý cậu thì có vẻ như cậu đang quan tâm đến tôi. Chị là chị gái tôi mà. Được thôi, tôi đến quán cơm ăn cơm, thì cậu sẽ bắt tất cả các chủ quán cơm à? Tôi ra chợ để mua rau, thì cậu cũng bắt người bán rau sao? Cậu muốn bắt người chứ gì? Vậy thì chưa đầy một ngày, đảm bảo nhà tù của đội bảo an sẽ chứa đầy người. Sao hả? Chị đừng nghĩ là tôi không dám. Tôi sẽ bắt từng người một lại, để thẩm vấn kỹ càng. Cùng lắm thì tôi nói là tôi đã bắt nhầm. Mã thiếu gia, thư ký Tăng, sao anh lại tới đây? Cha tôi chắc là đang ở văn phòng rồi. Thì trưởng Mã bảo tôi đưa những tài liệu này về nhà. Đều là công văn quan trọng, để người khác đưa thì tôi không yên tâm. Chào Tần tiểu thư, đang đọc sách à? Không được ra ngoài nên chỉ có thể đọc sách thôi. Thị trưởng làm thế vì muốn tốt cho cô thôi. Bây giờ bên ngoài rất hỗn loạn. Tần tiểu thư, tạm biệt nhé.
thư ký tăng đi thong thả. Đi à, tôi đi trước nhé. Được. Tổ chức quyết định lợi dụng thân phận hiện tại của cô để tiếp tục triển khai hoạt động ở Đông Hà, đặc biệt chú ý đến mối quan hệ giữa Võ Thượng và Mã Chính Long. Là ông hay là ông hay chính là ông? Nhị thiếu gia, anh đừng như vậy. Tôi thấy mà trong lòng bức rứt. Không có manh mối gì cả. Cô nói là cô không biết trong lòng Mã Cao Hùng có cô không? Vậy chúng ta thử cậu ta đi, xem cậu ta thế nào. Coi như là cô giúp tôi đi. Mời hai anh vào trong. Tiểu Thắng, cậu đưa tôi đến đây làm gì? Không phải Đồng Thịnh Vương đã đi Thượng Hải rồi sao? Mà thiếu gia, tôi không dám trêu đùa ngài đâu. Cụ thể thế nào thì anh vào trong là biết. Mời quý khách. Mà thiếu gia không muốn gặp lại tôi nữa phải không? Nếu sợ Tân Thế Giới làm bẩn thanh danh của Mã thiếu gia, vậy thì Mã thiếu gia có thể đi ngay lập tức. Ngọc Quyên, nhị thiếu gia, âm thanh trong đó nhỏ quá, không nghe được gì hết. Nhìn cậu bây giờ xem, y như một con thằng lằn vậy. Nhị thiếu gia, tôi không uống nước. Ai bảo cậu uống nước chứ? Áp vào tay. Ngược lại. Nhị thiếu gia à, anh đối xử với Ngọc Quyên tốt như vậy, tên Mã Cao Hùng này nếu vẫn không thả người thì anh ta đúng là đồ vô tâm. Có thể là tôi đã đối xử với cậu ta quá tốt. Nhị thiếu gia, hình như Ngọc Quyên đang khóc. Ngọc Quyên, anh xin lỗi. Trước đây anh thích em, bây giờ cũng vậy. Nhưng bây giờ có rất nhiều chuyện không phải anh muốn là được. Hóa ra là Mã thiếu gia đã thay đổi.
Chúng ta đã từng thề non hẹn biển với nhau mà. Xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Mấy năm nay đã để em chịu khổ rồi. Nhưng anh có việc phải làm, rất quan trọng. Là nhằm vào nhị thiếu gia sao? Anh không nhằm vào ai cả. Nhưng nếu Thịnh Vương lúng quá sâu, anh cũng đành chịu. Mã thiếu gia, rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Đến người bạn thân nhất của anh cũng có thể. Em đừng hỏi nữa. Anh không thể nói. Em hãy quên anh đi, Ngọc Uyên. Mã Cao Hùng, cậu cũng ác thật đấy. Cậu có còn là Mã Cao Hùng tôi biết hay không? Tôi biết chắc chắn cậu sẽ ở đây. Nhưng lúc này cậu nên ở Thượng Hải, chứ không phải ở đây. Nếu tôi đi Thượng Hải, cũng sẽ đưa Tần Diệp theo cùng. Đừng có mơ. Tôi nói thật cho cậu biết, Tần Diệp là chị cùng cha khác mẹ của tôi. Chị ấy là người của Mã gia. Hơn nữa ngày mai chị ấy sẽ nhận tổ quy tông ở miếu Quan Công. Nếu cậu có hứng thú thì có thể đến tham dự. Cảm ơn quý vị đã đến đây. Hôm nay là ngày trọng đại của thị trưởng Mã. Con gái của thị trưởng thất lạc nhiều năm, cuối cùng cũng trở về bên cạnh ngài ấy. Thật sự là chuyện đáng vui đáng mừng. Hôm nay thị trưởng Mã muốn mượn nơi miếu Quan Công linh thiêng này tổ chức lễ nhận tổ quy tông. Bây giờ tại Bảo Điền tỉnh Hà Nam, hậu duệ đời thứ 26 của Mã Thị, Mã Chính Long cùng trưởng nam Mã Cao Hùng, trưởng nữ Tần Diệp đến dâng hương ngài Quan Công, tạ ơn Quan Công phù hộ giúp cho cha con họ gặp lại nhau. Bây giờ ở Bảo Điền Hà Nam, hậu duệ đời thứ 26 của Mã Thị, Mã Chính Long cùng trưởng nam Mã Cao Hùng, trưởng nữ Tần Diệp thắp hương cho liệt tổ liệt tông. Thị trưởng Mã, gia phả của Mã gia, mà ghi trưởng nữ Tần Diệp thì không thích hợp lắm. Cứ viết như vậy đi. Được. Chị Hà, cha nuôi sớm đã đoán được. Vốn dĩ cậu không lên tàu hỏa, cha nuôi bảo tôi đợi cậu ở đây, không cho cậu vào. Tại sao? Người ta nhận tổ quy tông là chuyện tốt. Cha nuôi đã dặn không được để cậu vào đó làm loạn. Tôi làm loạn? Tôi chỉ muốn hỏi Tần Diệp, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Tại sao lại như vậy? Tại sao vẫn luôn không nói với tôi? Tránh ra, nhị thiếu gia, nếu cậu lại xông vào, tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu. Tránh ra, đừng, nhị thiếu gia, tôi. Nhị thiếu gia, đừng ép tôi. Hôm nay tôi buộc phải vào đó. Trừ khi bây giờ cô đánh gãy chân tôi. Cậu điên rồi. Chị Hà, nếu chị không cho anh ấy vào thì anh ấy điên đấy, Tần Diệp. Đồng Thịnh Vương, hôm nay là ngày nhận tổ quy tông, là một ngày trọng đại của con gái tôi, Tần Diệp. Ở đây không có chuyện của cậu, Thịnh Vương.
Con đến nơi này. Tôi hỏi cô, tại sao cô nhận ông ấy làm cha? Bởi vì ông ấy vốn là cha tôi. Có phải ngay từ đầu cô đã biết rồi không? Đúng, tôi biết. Có phải cô vẫn luôn lợi dụng tôi? Nếu cậu nghĩ thế thì cứ nghĩ vậy đi. Trong lòng cô, có phải chưa bao giờ có tôi? Đúng. Tần Diệp, tôi đã dốc hết tâm tư của mình cho cô. Sao cô lại phải làm thế với tôi? Sao cô lại lừa dối tôi? Từ đầu đến cuối, cô đã luôn lợi dụng tôi, phải không? Được. Là do Đồng Thịnh Vương tôi đáng đời. Là do tôi mù quáng. Cô hãy nhớ, suốt cuộc đời này, tôi sẽ không tha thứ cho cô. Đồng phu nhân, không phải lúc này Thịnh Vương nên ở Thượng Hải sao? Cô giải thích thế nào đây? Thị trưởng Mã, thành thật xin lỗi. Tôi ở đây thay mặt nó, xin lỗi anh. Thuyết minh và lồng tiếng tại Yfim TV. Lỗi này không phải xin lỗi đâu. Chân ở trên người người ta, người trẻ bây giờ tay chân linh hoạt như vậy đấy, chạy rất nhanh, đúng không thị trưởng Mã? Thị trưởng Mã, lễ nhận tổ quy tông đã hoàn tất rồi. Ngài thấy có phải nên về khách sạn rồi không? Phải đó, thị trưởng Mã, bên phía Phúc Mãn lầu đã sẵn sàng rồi. Ông xem đi. Mọi người, hôm nay tôi rất cảm ơn các vị vì đã đến chung vui. Ở Phúc Mãn lầu, tôi chuẩn bị sẵn rượu ngon cùng sơn hào hải vị, để hôm nay chúng ta cùng cạn chén no say. Anh Quang, mời. Xin mời, đi thôi. Nhị thiếu gia à, không phải tôi nói anh, nhưng tôi cảm thấy anh đã làm tổn thương Tần tiểu thư rồi. Cô ấy nhận giặc làm cha, anh thấy có phải không? Nhưng mà nghĩ lại, ai mà không có cha mẹ, có đúng không? Hơn 20 năm không gặp, mặc dù chúng ta không ở trong hoàn cảnh đó, nhưng cũng cảm thấy rất khó chịu. Huống chi là con gái nhà người ta, đúng không? Không đúng, quên câu này rồi. Có lẽ chúng ta có thể đã trách oan Tần tiểu thư. Tại sao lúc đầu cô ấy không nhận Mã Chính Long, mà phải đến bây giờ mới nhận, đúng không? Có lẽ cô ấy thật sự có nỗi khổ, hoặc có thể cô ấy buộc phải làm vậy. Cũng có thể là cô ấy muốn lợi dụng Mã Chính Long. Nhị thiếu gia, anh thấy những gì tôi nói có hợp lý không? Cuối cùng vẫn là anh Quang có mắt nhìn, vừa nhìn đã biết thằng nhóc đó không đi. Chỉ là với tính khí đó, nó sẽ hành xử như vậy. Cô nghĩ xem, nó có thể cứ như vậy mà rời đi à? Cũng phải. Nhưng anh nghĩ xem, mấy ngày này nó không về nhà, nó sống ở đâu chứ? Cô còn lo lắng chuyện này à? Nó có nhiều cách hơn cô. Cô vẫn luôn xem nó như một đứa trẻ à? Tôi không có. Khi nó phạm sai lầm, tôi không bao che. Nên đánh nên mắng, anh cũng đã thấy rồi. Có ích gì không? Ông trời ơi, sao lại để tôi và phải thằng nhóc nghịch ngợm này chứ? Chỉ với cách đánh, cách mắng của cô, cô nghĩ nó có tác dụng không? Không có.
Hôm nay tôi nhìn thấy cô gái Tần Diệp đó, trong lòng thấy không vui. Con bé lợi dụng cả đồng gia chúng ta, biến hóa không lường, trở thành con gái của thị trưởng Mã. Người phụ nữ này thật sự không đơn giản. Anh nghĩ nếu con bé có thân phận này, sao không tiết lộ sớm hơn một chút? Như vậy không phải sẽ dễ mua đồng hơn sao? Chẳng lẽ con bé sợ liên lụy đến người cha thị trưởng của mình? Anh nói xem, con bé làm như vậy có phải là muốn gây hại đồng gia chúng ta không? Không đâu. Nếu con bé là do Mã Chính Long cài vào để hãm hại đồng gia, vậy lần trước đồng vừa đến tay, con bé nên nói với Mã Chính Long, dựa vào trực giác của tôi, con bé Tần Diệp này, tôi tin con bé, tôi không tin nó. Hôm nay anh đã thấy cả rồi, Tần Diệp đối với Thịnh Vương của chúng ta không có chút chân thành nào. Vậy cô có từng nghĩ vào đêm đó Thịnh Vương cướp ngục thất bại, nếu lúc đó con bé không nhận Mã Chính Long thì kết cục sẽ thế nào? Hậu quả không thể lường được. Nhưng trước đây Tần Diệp luôn không bóc trần chuyện này, tôi thật sự không nghĩ ra lý do. Nhất định là có nỗi khổ. Thú vị thật, quá thú vị rồi. Đột nhiên Mã Chính Long lại cho Tần Diệp nhận tổ quy tông một cách quang minh chính đại, hắn không sợ mình bị đổ tội lên đầu sao? Dù sao cũng là con gái ruột của mình. Con gái là người của cộng sản, con trai là người của quốc dân đảng. Bây giờ Mã gia náo nhiệt phải biết. Tiếp theo đây, không biết Mã Chính Long sẽ làm gì đây? Cứ để họ tự sâu xé nhau trước. Càng hỗn loạn càng tạo cho chúng ta nhiều cơ hội. Bây giờ đã đến lúc động thủ với đồng gia rồi. Người giúp đỡ cho chúng ta từ Thiên Tân đã đến rồi. Phu Chi, anh thật sự muốn động thủ với đồng gia à? Đồng phu nhân xảy ra chuyện, đồng gia đương nhiên sẽ rơi vào tay Đồng Thành Nghĩa. Đến lúc đó cậu ta có muốn hợp tác với tôi không? Không phải chúng ta nói một câu là được sao? Võ Thượng, tôi biết trong lòng anh vẫn còn chút tình anh em. Tôi có, nhưng nó không có. Sau này có chuyện gì nữa, không muốn nói với mẹ thì thôi, nhưng mà con phải nói với cha nuôi con một tiếng. Bài học lần này đủ lớn chưa? Xem sau này con còn dễ dàng tin tưởng người khác không, đặc biệt là phụ nữ.